thiết kế iPhone 13 Pro sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 12 Pro thì điểm nhấn được tiết lộ là những phiên bản màu mới rất hot. Trong đó phải kể đến Sunset, Gold vàng hoàng hôn. Thông tin về các phiên bản màu của iPhone 13 được tiết lộ từ hồi đầu tháng 7 từ nguồn chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Nhưng phải mới đây, Let's Go Digital tung ra đoạn video mẫu iPhone 13 Pro với 4 phiên bản màu hôm ngày 17 tháng 8, được thiết kế bởi Technio Concept, mới thực sự khiến các fan của táo quyết mãn nhãn. Theo đó, 4 tùy chọn màu cho mẫu iPhone 13 cao cấp bao gồm pearl trắng ngọc trai, gold râu vàng hồng, matte black đen nhám và sunset gold vàng hoàng hôn. Trong các màu của iPhone 13 Pro, sunset gold được chú ý đến nhiều hơn cả. Theo Opensizer, màu vàng hoàng hôn sẽ giống như màu đồng nhưng pha một chút vàng nhạt. Sunset gold chắc chắn là một màu hoàn toàn mới của iPhone và có thể tạo ra cơn sốt. Đây được xem là những thông tin tích cực nhất về hình thức của iPhone mới sắp ra mắt. Hơn nữa, cách đặt tên có chủ đích của các màu mới này cũng khá xác thực và đáng tin cậy. Video của Technio Concept cũng cho người dùng một cái nhìn toàn cảnh về mẫu iPhone 13 sắp ra mắt. Ngoài màu sunset gold mới, trông khác biệt đáng kể so với tông vàng trước đây của Apple, video concept cũng cung cấp các thông số kỹ thuật được đồn đại về iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro cũng có thể được Apple đặt tên là iPhone 12S Pro hoặc iPhone 14 Pro. Dự kiến sẽ dùng chip A15 mới nhất, màn hình với tốc độ làm tươi 120Hz, cũng như các thiết lập máy ảnh được nâng cấp và phần notch nhỏ hơn. Ngoài ra, một tiết lộ mới đây của TechLihub cho biết, 4 phiên bản iPhone mới gồm iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có mức giá không thay đổi nhiều so với các mẫu iPhone 12 ra mắt năm ngoái. Theo đó, giá bán iPhone 13 mini, phiên bản 64GB, 699 USD, phiên bản 128GB, 749 USD, phiên bản 256GB, 849 USD. Giá iPhone 13 ở mức lần lượt cao hơn iPhone 13 mini là 100 USD, trong khi các phiên bản cao cấp iPhone 13 Pro sẽ có giá khởi điểm 999 USD cho bản 128GB. Các bản 256GB và 512GB có giá lần lượt 1099 USD và 1299 USD. Còn iPhone 13 Pro Max sẽ đắt hơn iPhone 13 Pro 100 USD theo từng bản dung lượng lưu trữ. Tiết lộ này của TechLihub không đề cập tới chiếc iPhone 13 Pro Max có dung lượng bộ nhớ 1TB như tin đồn.